Đây là khoảnh khắc khiến Ronaldo de Lima được gọi là cầu thủ ngoài hành tinh. Pha lập công trước Compostela ngày 12 tháng 10 năm 1996 đã được mọi kênh truyền hình trên thế giới phát đi phát lại. Nó cho thấy mọi kỹ thuật siêu đẳng của Ronaldo: tốc độ, kỹ thuật, sự thăng bằng, khả năng dứt điểm. Chỉ có một siêu nhân ngoài trái đất mới có thể làm được như vậy. 20 tuổi, Ronaldo đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Đến nay, vẫn chưa ai làm được điều đó ở độ tuổi này. Nhưng với Ronaldo, những gì kỳ vĩ nhất của anh nằm ở đội tuyển Brazil. Năm 17 tuổi, Ronaldo đã có mặt trong đội hình đội bóng áo vàng xanh vô địch World Cup 1994. 4 năm sau, ở World Cup 1998, Ronaldo đưa Brazil vào đến trận chung kết với một phong độ chói sáng, ghi 4 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo. Nhưng trước trận đấu cuối cùng với chủ nhà Pháp, Ronaldo bị một cơn co giật đầy bí ẩn, đến nay vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng. Anh sau đó chơi mờ nhạt và Brazil để thua 0-3. Nhưng Ronaldo vẫn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Lại thêm 4 năm nữa, lần này ở World Cup 2002, Ronaldo đã đòi lại trọn vẹn món nợ. Dù phải nghỉ thi đấu vì chấn thương suốt gần 2 năm, nhưng anh đã tìm lại phong độ chói sáng, ghi tới 8 bàn thắng giúp Brazil lần thứ 5 lên ngôi vô địch World Cup. Lần thứ 3 trong sự nghiệp, Ronaldo trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ở World Cup 2006, dù đã 30 tuổi, phong độ sa sút rất nhiều, nhưng Ronaldo vẫn có thêm được 3 bàn thắng. Với 15 lần lập công, anh trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử World Cup ở thời điểm đó. Tổng cộng với 2 chiếc vô địch thế giới, một lần về nhì, một lần giành quả bóng vàng và một lần vua phá lưới, Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại ở các kỳ World Cup. Ngoài ra, anh còn 2 lần vô địch Copa America cùng đội bóng áo vàng xanh. Sự nghiệp ở đội tuyển Brazil huy hoàng là thế, nhưng ở câu lạc bộ lại là những nỗi ám ảnh. Bước ra ánh sáng ở Barcelona chỉ sau một mùa bóng 1996-1997. Nhưng hết mùa giải đó, Ronaldo đã quyết định rời Barca để đến Inter Milan trong một cuộc ra đi đầy tranh cãi. Đó cũng là khởi đầu cho một sự nghiệp đầy thăng trầm. Đến Serie A, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh thời điểm đó, Ronaldo muốn chứng tỏ mình. Nhưng đó cũng là giải đấu khắc nghiệt với nhiều hậu vệ chơi bóng ác ý. Sau một mùa giải thi đấu ấn tượng, năm 1999, Ronaldo gặp chấn thương đầu gối trong trận đấu với Lecce, phải nghỉ thi đấu 5 tháng. Đến tháng 4 năm 2000, anh trở lại trong trận gặp Lazio, nhưng chỉ thi đấu được 4 phút, Ronaldo đã gục xuống. Nếu không có chấn thương đó, có lẽ không ai so sánh được với tiền đạo người Brazil. Sau gần 2 năm điều trị ở Inter, Ronaldo mới trở lại và chói sáng ở World Cup 2002. Nhưng một lần nữa, anh lại phản bội đội bóng cũ, chuyển sang thi đấu cho Real Madrid. Ở đây, Ronaldo cũng đã chơi khá tốt, nhưng không một lần tìm lại được đỉnh cao nữa. Anh chỉ có thêm được một danh hiệu lớn là chiếc vô địch La Liga 2003. Và với thể lực ngày càng sa sút, Ronaldo một lần nữa phải ra đi. Anh đến AC Milan, trở thành người đầu tiên trong lịch sử chơi cho hai cặp đối thủ kình địch lớn của bóng đá thế giới: Inter và AC Milan, và Real Madrid và Barcelona. Nhưng với cân nặng ngày càng tăng, thể lực ngày càng xuống, Ronaldo cũng không chứng tỏ được nhiều. Sau hơn một năm ở đây, anh chấn thương và lại phải ra đi. Ronaldo kết thúc sự nghiệp ở Corinthians với một vài khoảnh khắc ấn tượng khác và chính thức nói lời dã từ năm 2011. Nếu như sự nghiệp ở đội tuyển Brazil đầy dẫy những danh hiệu, thì ở 7 câu lạc bộ từng trải qua, Ronaldo chỉ có được đúng một chiếc vô địch quốc gia và trắng tay ở đấu trường quan trọng nhất với các câu lạc bộ là UEFA Champions League. Sự trái ngược giữa Ronaldo ở đội tuyển và ở câu lạc bộ cũng giống như cuộc đời anh: đầy thăng trầm, đầy đỉnh cao và vực sâu, đầy những lời khen và những lời chửi rủa về sự phản bội. Tất cả đã tạo nên một Ronaldo de Lima duy nhất, một người ngoài hành tinh không xuất hiện lần thứ hai trong lịch sử.